Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Đại Lão Hòa Thượng Thích Chánh Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo Phận, kính bạch Pháp sư Viên Đường Thích Giác Đức, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn, kính bạch Hòa Thượng Thích Viên Thành, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, kiêm Tổng mục trưởng Tổng vụ Thánh sự, kính bạch Chư Tôn Đức Giáo Phận Tây Nghi, kính thưa quý đại biểu, ở mỗi bước ngoặt của lịch sử đạo pháp và dân tộc, những trở lực lớn mà chúng ta phải đối diện không gì khác hơn chính là ngã tưởng vô ngã mọi đối lực, ngay cả nội lực của chính nó. Trước khúc quanh đêm tối của đạo pháp và dân tộc, với tinh thần vị tha vô ngã, Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại đã không chỉ không ngừng nỗ lực trang nghiêm giới thân, tăng trưởng tín tâm, hộ bộ thanh tịnh, thành tựu đại nguyện, mà còn nỗ lực đáp ứng mọi khát vọng về cái thiện. Và tích cực liên kết mọi thành phần như một phương thức hàn gắn những vết thương trên cơ thể của Phật giáo Việt Nam, nhằm vực dậy niềm tin của quân chúng một giờ. Trong suốt năm qua, bằng tinh thần lục hồ và trên căn bản của sự sự vô ngã, chúng ta đã thực hiện được một số phật sự hết sức quan nghiêm và vô cùng khích lệ. Tuy nhiên, do tình trạng nội bộ Phật giáo Việt Nam có nhiều phong hộ chống đối bôi nhọ lẫn nhau, đến hiện nay vẫn còn rất nhiều phật sự quan trọng mà chúng ta chưa thể thành tựu một cách viên mãn. Phật giáo Việt Nam đã đánh mất quá nhiều thì giờ và tâm lực cho những việc vô bổ trong gần hai thập niên qua. Điều đáng sợ không phải là những bất mãn của quá khứ, mà cái đáng sợ nhất chính là sự thiếu tích cực dấn thân của chúng ta trước hiện trạng không có ánh sáng của Phật giáo hiện nay. Chính sự phụ động của chúng ta đã góp phần làm tăng thêm sức mạnh cho những thế lực thù địch Phật giáo, và vô hình chung làm tê liệt ý lực của nhiều người có đạo tâm. Vấn đề hiện nay đây không phải ai đúng ai sai, mà vấn đề ở đây là cái gì đúng và cái gì không đúng. Cái giá mà chúng ta đã phải trả cho sự phân bố hòa hợp hòa nhập. Do vậy, vì tiền đồ của đạo pháp và dân tộc, chúng ta phải can đảm số tan mọi cách biệt. Nếu không, chúng ta sẽ tự hủy diệt đồng lúc hủy diệt luôn uy tín của Phật giáo Việt Nam muốn được gây dựng bởi không biết bao nhiêu công sức trải qua nhiều thế hệ siêu chúa hơn 2.000 năm lịch sử. Để đáp ứng tình hình chung
của trong và ngoài nước. Chúng ta cần quan tâm, giải quyết và góp rút thực hiện những đề án phòng sự có nhu cầu cấp thiết như đào tạo và phân bố nhân sự hợp tình hợp lý với tình trạng thiếu nhân sự để đáp ứng nhu cầu tu học của quần chúng hiện đang là một đang được thực hiện những khối tu học quy mô của tất cả chấp và lượng có khả năng quy tụ đông đảo quần chúng ở những địa bàn hồ đồng thuận lợi kể cả những nơi có nhiều gần chuyên tổ chức những khối tu liệu trụ trì giảng sư pháp sư sứ giả vân vân thực hiện những lời bố thí liên luân phiên tại một số tự viện tổ chức những khối hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao kiến giải và hóa giải những gì biết triệu tập những đại biểu của từng để vừa kiện toàn nhân sự vừa phát huy nội lực của bộ tổng cục thực hiện những chương trình tu học cho giới trẻ trong đó có việc mở các trung tâm dạy trẻ các lớp phổ giáo trung tâm dạy trẻ huấn luyện tìm việc làm cố vấn pháp lý cố vấn sức khỏe thăm viếng nhà tù giúp đỡ những người nghèo khó vân vân còn quan tâm đến những vị cao niên và nếu có thể xúc tiến việc thành lập viện siêu tạng mở chương trình giáo dục hướng dẫn tiền hôn nhân nhằm tránh tình trạng bị dụ dỗ cải đạo thiết lập chương trình tu học dành cho những người bản xứ trong đó gồm và những người chỉ nói và hiểu tiếng Anh còn tiếng Anh phổ biến các tài liệu tu học cũng như những cộng đang hướng dẫn về tu học thích ứng với từng hồ cảnh các cơ trình độ và hướng dẫn cách lập chùa lập hồ cách tổ chức các môn tu học vân vân còn từng bước việc cử môn bộ môn nghi lễ để dễ dàng trong việc cảm hôn hỗ trợ những tăng ni trẻ mới đến định cư tại các quốc gia và tạo điều kiện thuận lợi để chư tăng ni trẻ tiếp tục trên con đường tu hành hỗ trợ tăng ni đang gặp phải một gặp khó khăn trong nước thiết lập một hầm mỏ để khuyến khích chư tăng trẻ và giới trẻ trong sự nghiệp học vấn khang phục hơn nữa từng khơi cơ khơi lý và khơi thuận trong mọi hành hồ của tăng độ còn khai dụng đúng mức kỹ thuật truyền thống tiến hành cho sứ mệnh siêu dương danh thánh lợi lạc quân sư đức bạch quân ngài kính thưa chư điện mình có hai chỗ được đang đặt ra trước mắt chúng ta đó là chúng ta chấp nhận sự thật nhưng chính sự thật đang là giữa người hiểu biết để tìm kiếm giải pháp thay thế hiệu quả hay tiếp tục đánh băng đổ lỗi cho nhau để tự tiến mình thành những người bàng quan vô ngại trước hậu và khiến cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta nghèo suy yếu mất uy tín nhiều hơn. Kính bạch của ngài, kính thưa chư đại nguyện, ai trong chúng ta cũng thừa hiểu rằng cuộc đời không giống như những gì chúng ta mơ ước, điều chủ quan trọng mà chúng ta cần ý thức đó là tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau và cần hỗ trợ cho nhau để hoàn thành mọi trọng trách nhằm xứng đáng với kỳ vọng và tích cực của quân chúng. Nếu tìm hiểu thực kỳ rõ ràng những nhân tố đối kết nhiều hơn những thành tố phong hộ do vậy chúng ta cần bảo lưu sự khác biệt và nỗ lực phát huy những điểm tương đồng để làm cho đạo Phật
của chúng ta ngày một hiện sinh gọn sạch. Tại hội nghị năm 2016, chúng ta đã đề ra 6 ý tưởng chủ đề và sự quan điểm giữa bối cảnh xã hội đầy biến động và đang khiến đạo Phật giáo có nhiều phức tạp tới điểm. 6 ý tưởng chủ đề gồm có 2 phong, 2 cọc và 2 phương thức nền tảng. Không chủ trương thống lĩnh, không chủ trương đồng hồ, cần nỗ lực hộ, cần nỗ lực phục vụ trên nền tảng của 2 phương thức chủ yếu, đó là luật hồ tính và sự sự vô ngã. 2 phương thức luật hồ và sự sự vô ngã là 2 chiều đó mở vào các cửa thành tựu đại nguyện của tăng độ. Trên kết quả của 2 cầu và 2 phương thức nền tảng chủ yếu đó, tăng độ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hà Nội sẽ tiếp tục cố gắng đẩy mạnh việc xây dựng 4 phòng sự trọng yếu sau đây. Thứ nhất, xây dựng một tăng độ hồ hộ đúng nghĩa, không phân biệt tông hồ phan phan. Thứ hai, xây dựng lại lòng tin của tứ chúng Phật tử, kể cả những người không cùng có đức tin vốn đã bị xóa mù do những phong hô tranh chấp trực bộ ô nhỏ xuyên tạc vì nhiều lý do phiền não. Ba, nỗ lực chung bộ sự mạnh hoàn pháp lợi sức như là một công tác chủ yếu bảo vệ chánh pháp và phát triển Phật giáo ngày một mạnh vượt xa và tu. Bốn, tu tâm hướng Phật tiến tạo hòa bình hạnh phúc an lạc tích cực cho thế giới dân lục, trong đó có dân tộc Việt Nam không yêu của chúng ta. Để đạt được những thành quả to lớn trên, đòi hỏi cần phải có những sáng tạo đầy quy trình các đạo vượt lên tự ngã để mở ra những bước đột phá cần thiết nhằm phá bỏ những rào cản vốn đã và đang tạo nên một cái cách giữa những người vô phật với những người vô phật, đồng thời cũng là một kẻ lớn đối với tiến trình củng cố kiện toàn và phát triển tăng độ. Kính bạch quý ngài, kính thưa chư vị, tăng độ dù là một tổng hợp của nhiều khác biệt trên phương diện hành trình và sinh hoạt, tuy nhiên tăng độ luôn luôn là một tổng thể đồng thể. Do vậy chúng tôi tin tưởng rằng những tổ tâm, tổ chế, tổ lực và tổ thần do một vị sứ mệnh thiêng liêng cao cả, chắc chắn chúng ta sẽ không chỉ giúp cho tăng độ tồn tại và phát triển vững mạnh mà còn có khả năng tạo những đáy cần thiết để Phật giáo luôn luôn khắp nơi như bàn hồi bổ sinh của ba đời mười phương chư Phật. Cuối lễ kính thưa tôi, xin ngài hữu lực từ bi chứng minh gia quyền cho mọi Phật sự của tăng độ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại chúng tôi được thành tựu viên mãn. Và xin tất cả chúng ta đồng tuyên bố khai mạc hội nghị thường niên 2020.